Vâng, điện máy Minh Tiến xin chào bà con nhé. Hôm nay thì mình có cái cối xay thịt, xay gà, xay xương. Đó là xay gà nguyên con đấy, xay cá nguyên con và xay xương lợn, xương bò. Thì đây là cái cối 42 và cối 52 mình giới thiệu đến bà con nhé. Chúng ta cùng đi đến xem chi tiết cái máy. Đây, đây là cái cối rất là to, chắc chắn. Và đi thứ nhất là tổng thể máy nhé. Mình xem tổng thể máy. Ở đây là 42 này, ở đây là cối 52 này. Cối 52 thì to hơn. Thì ở đây là bu li hai rảnh nhé, chống trơn trượt, độ kéo tốt. Miệng này, đây là sàng ra này. Em tháo cho anh cái sàng này. Tháo sàng dưới. Sàng to đấy. Đây, cấu tạo máy thì gồm bu li ở phía sau này, toa nguyên liệu xuống này, ở trong là có cái ruột này, đây là cái giữ giữ sàng, tháo sàng ra. Đấy, đây là sàng nhé, đây là dao tút ruột vào nó đấy. Đấy, chúng ta xem nhé, đây là cái ruột của máy cối 52 này, ruột xoắn rất là to chắc này, độ chắc này mới xay được xương được gà cá nguyên con rồi nhé. Đấy, còn đây là hệ dao của nó này, dao to luôn, dao 52 này, có số 52 này. Còn đây là sàng này, bà con mà xay nguyên con ấy thì nên dùng những cái sàng to như thế này nhé. Cái sàng to như thế này thì đảm bảo cái nguyên liệu nó ra được, ví dụ như thịt cá nó ra nó không bị tắc. Và sàng nhỏ quá nên là xay nguyên liệu mềm thôi nhé, còn nguyên liệu to cứng thì mình nên dùng cái lỗ to. Và một cái chi tiết nữa thì mình thấy những cái clip mà các công ty quay để giới thiệu cho bà con ấy thì họ hay lắp cái motor điện một pha, motor 3,5 kg, nhưng mà cái hiệu quả của nó chỉ xay được những cái sản phẩm mềm như kiểu cá và đầu gà nhé, đầu gà. Còn những cái loại mà xay xương ấy thì chúng ta nên dùng điện 3 pha. Điện 3 pha mới tải được những cái loại này nhé. Này, phía bên trong. Bên trong thì vòng bi ở đây rất là chắc. Đấy, ở trong cái vòng bi luôn. Cối đỡ rất là chắc, làm những cái gờ này để tạo cái độ 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 nghiền tốt này, nguyên liệu nó ra đều này. Đấy. Máy thì thiết kế khá là ổn định, đẹp, dày. Độ dày rất là dày luôn nhé, rất là nặng luôn nhé. Lát nữa thì mình sẽ quay cái cân nặng cho bà con xem. Theo ý kiến của mình nhé, để mà bà con xay mà hiệu quả thì cái cối này bà con nên dùng cái động cơ điện 3 pha. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử cân lên cái 442 này nó nặng bao nhiêu nhé. Này, cái máy này nó đâu 19 kg này bà con. Đấy, rất là nặng. Rồi, ta thử cái máy 552 coi bao nhiêu cân luôn nha. Đấy, những cái cối này nó xay được cá này, cá nguyên con luôn này. Xay được gà nguyên con này, xay xương này. Đấy, thì những cái sản phẩm này á thì gọi là hàng công nghiệp rồi. Bà con có thể xay mọi cái loại thịt đồ thoải mái, xay nghiền luôn nhé, bỏ 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 xuống luôn. Đây, chúng ta cùng cân thử con 52, con này là vô địch rồi đấy, xay gà nguyên con nhé.
Con này là 28 kg, thì con kia là 19 này. Nó lệch nhau 9 kg mà con nhé. Đấy. Cái độ to của máy nó khác hẳn đấy. Rồi bà con có mua hàng là xin liên hệ điện máy Minh Tiến nhé. Số điện thoại là 0988 182 789. Địa chỉ là Cầu Bùng, Nhấn Phụ, Diễn Châu, Nghệ An. Rồi xin cảm ơn bà con nhé.